Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của mình thì xin chào, mình là Merlin. Và câu hỏi mà chúng ta đặt ra cho vũ trụ ngày hôm nay sẽ là: tin vui nào đang tìm đến bạn? Rồi thì ở trong trải bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem những tin vui nào đang tìm đến các bạn. Và Merlin sẽ cố gắng miêu tả càng chi tiết càng tốt những cái thông điệp này, cho nên giả sử như có rối một chút xíu thì mong các bạn thông cảm cho Merlin nha. Rồi thì ở trong trải bài này chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 nhóm nha các bạn. Nhóm 1, đây sẽ là viên đá đại diện cho trải bài của các bạn nhé. Ok. Nhóm 2, đây sẽ là viên đá đại diện cho trải bài của các bạn. Và không hiểu tại sao Linh lại nói chuyện nhanh như vậy. Và nhóm 3, đây sẽ là viên đá đại diện cho trải bài của các bạn ngày hôm nay nha. Các bạn có thể dừng video lại ở đây để tập trung năng lượng chọn ra cái nhóm, cái viên đá mà các bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Sau đó các bạn có thể bấm vào cái mốc thời gian trực tiếp trên video hoặc là ở dưới phần miêu tả video để có thể đến ngay cái nhóm mà các bạn đã chọn nhé. Xin hẹn gặp lại các bạn ở trải bài của các bạn nha. Xin chào các bạn nhóm 1. Nếu như các bạn chọn viên đá này thì đây sẽ trải bài của các bạn nhé. Rồi Merlin sẽ để viên đá bên đây ha. Câu hỏi mà chúng ta đặt ra cho vũ trụ ngày hôm nay sẽ là: tin vui nào đang tìm đến bạn? Rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem tin vui nào đang chờ đón các bạn nhóm 1 ở phía trước nha. Hay nói một cách khác là đang tìm đến các bạn nha, trong một tương lai gần. Và trong trải bài lần này Merlin chỉ sử dụng chắc khoảng 5 đến 6 bộ bài thôi, cho nên là Merlin sẽ xào trực tiếp tất cả trên video cho các bạn nhé. Còn nếu mà giả sử như xài nhiều hơn thì chắc là phải xào trước một vài bộ ở những cái nhóm tiếp theo. Nói chung là cũng chưa biết chuyện đi thông điệp nào sẽ xuất hiện ở trong trải bài lần này nữa. Ok, vũ trụ ơi, tin vui nào đang tìm đến các bạn nhóm 1 của chúng ta? Tin vui nào đang tìm đến các bạn nhóm 1 của chúng ta? Tin vui nào đang tìm đến các bạn nhóm 1 của chúng ta? Các bạn có letting go. Ok. Ok, vũ trụ ơi, tin vui nào đang tìm đến các bạn nhóm 1 của chúng ta? Tin vui nào đang tìm đến các bạn nhóm 1 của chúng ta đây? Các bạn có microscope và các bạn có stinging nettle. Ok. Đợi mình thêm một chút xíu để lấy thêm vài lá trong bộ bài này nữa rồi chúng ta sẽ bắt đầu trải bài nha. Vũ trụ ơi, tin vui nào đang tìm đến các bạn nhóm 1 của chúng ta? Tin vui nào đang tìm đến các bạn nhóm 1 của chúng ta? Tin vui nào đang tìm đến các bạn nhóm 1 của chúng ta? Các bạn có Five of Pentacles. Tin vui nào đang tìm đến các bạn nhóm 1 của chúng ta? Các bạn có Three of Wands. Tin vui nào đang tìm đến các bạn nhóm 1 của chúng ta đây? Các bạn có The Devil. Một lá nữa nào. Tin vui nào đang tìm đến các bạn nhóm 1 của chúng ta đây? Các bạn có The Hangman. Và năng lượng cuối bộ bài của các bạn chính là Judgment. Wow, các bạn có rất là nhiều. Trong 5 lá bài mà các bạn đã có 3 lá bài thuộc bộ ẩn chính rồi nè. Năng lượng của các bạn rất là mạnh nha. Không biết là các bạn có tâm linh giống Merlin hay không.
Nhưng mà nhìn chung thì năng lượng, kiểu như xét về phương diện năng lượng của các bạn thì các bạn có nguồn năng lượng rất mạnh và không dễ để cho các bạn. Merlin vừa mới nghe một cái thông điệp rất là kỳ, không dễ cho các bạn ngủ vào buổi tối ha. Tại sao vậy? Có thể là bởi vì trong đầu của các bạn luôn luôn, hoặc là trong cơ thể của các bạn, hoặc là trong đầu của các bạn luôn luôn có những cái thông điệp, luôn xuất hiện những cái dòng suy nghĩ liên tục và khiến cho các bạn khó ngủ chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta sẽ không có đề cập về cái vấn đề đó nha. Nhìn chung thì cái tin vui của các bạn có thể nó sẽ thiên một chút xíu về một cái phước lành ngụy trang nha, với sự xuất hiện của Letting Go, Five Pentacles và cả Judgment ở đây nữa. Tất cả những cái lá bài này đều cho mình một cái cảm giác về một cái điều gì đó tưởng chừng như là không tốt nhưng hóa ra là tốt, và cái điều đó có thể sẽ liên quan đến một số những cái khía cạnh. Tất nhiên mình sẽ không có đề cập cụ thể là khía cạnh nào trong cuộc sống của các bạn, có thể là về tình yêu, cũng có thể là về cuộc sống, về công việc, về học tập chẳng hạn. Nhưng mà nhìn chung thì có thể là các bạn sẽ cần phải xem xét lại một số những cái sự lựa chọn của các bạn ở thời điểm hiện tại, hoặc là trong một cái tương lai gần tiếp theo. Cho đây một cái tương lai gần sắp tới, mình thấy được rằng một số bạn của nhóm 1, các bạn đang có một cái cách, phải sao ta, một cái cách nhìn nhận về cuộc sống không có được tích cực cho lắm, và có thể là cái cách nhìn nhận đó nó đã ảnh hưởng rất là nhiều về đến cái tinh thần của các bạn á. Cho nên cái thông điệp đầu tiên xuất hiện, cái thông điệp đầu tiên mà Linh cảm nhận được chính là cái sự khó ngủ, cái sự trằn trọc mà các bạn cảm nhận được, đặc biệt là vào khoảng thời gian buổi buổi đêm á. Và mà Linh còn thấy được rằng sự xuất hiện của cả Stinging Nettle ở bên này á, có thể là một số bạn của nhóm 1 vào lúc các bạn xem video này nha, cái nguồn năng lượng của các bạn mặc dù nó mạnh thì nó mạnh, nhưng mà về sức khỏe của các bạn thì có thể là đang có những cái chuyển biến không được tích cực cho lắm. Cho nên đó cũng sẽ là một cái điều mà các bạn cần phải lưu ý. Phước lành này sẽ yêu cầu các bạn, cái tin vui này sẽ yêu cầu các bạn phải thực hiện một số những cái việc mà trước giờ các bạn nghĩ là các bạn sẽ không thực hiện, hoặc là các bạn yêu cầu các bạn phải có đủ can đảm để đưa ra một cái quyết định khó khăn nào đó. Và cái quyết định khó khăn này có thể là sẽ là lựa chọn một công việc mới, hoặc là chẳng hạn như một cái mối quan hệ mà nó không có được, kiểu như đang tìm hiểu, các bạn đang tìm hiểu trong một cái mối, hoặc là các bạn đang ở trong một cái mối quan hệ mà nó tiêu cực hay là nó quá là độc hại đi ha, mặc dù mình không muốn dùng cái chữ đó quá nhiều. Thì đây cũng là lúc mà các bạn nên cân nhắc lại. Hoặc là nếu như các bạn đang cảm thấy không hài lòng về một cái phương diện nào đó, hoặc là nhiều cái phương diện nào đó trong cuộc sống của các bạn á, thì có thể là đây, chính lúc này đây, chính cái lúc mà các bạn xem cái trải bài này cũng là lúc mà các bạn cần phải đưa ra những cái quyết định quan trọng đó. Và mình thấy được rằng sau khi các bạn làm cái việc đó, các bạn sẽ dần dần lấy lại được cái sự kiểm soát mà các bạn hằng mong muốn, sự kiểm soát về bản thân cũng như về cuộc sống của các bạn. Mình thấy được rằng có thể là trong khoảng thời gian tiếp theo thì cái tin vui này á, nó khá là trừu tượng, nó giống như là một cái việc mà chúng ta cần phải làm để có thể tiến tới được cái niềm vui mà chúng ta hằng mong ước vậy. Và để có thể làm được cái điều đó thì chúng ta buộc phải hy sinh một cái việc gì đó, có thể là hy sinh hoặc có thể là chấm dứt một cái điều gì đó, hoặc là lựa chọn một cái gì đó tốt hơn. Nói chung chung như vậy thôi nha, không có đi quá, không có đi quá sâu như những trải bài trước. Tại vì nếu mình đi quá sâu thì chắc chắn là trải bài của chúng ta sẽ rất là dài. Mình thấy được rằng nếu như các bạn có vấn đề về cái việc là vẫn còn đang vướng bận về một về những cái gì đó trong quá khứ, hoặc là rất là khó để cho các bạn có thể suy nghĩ tích cực về một cái khía cạnh nào đó trong cuộc sống của các bạn á, thì đây cũng là lúc mà các bạn sẽ phải buộc phải thực hiện cái điều đó, mặc dù nó sẽ không dễ dàng. Mà lên cảm giác như là thời thế, như nhiều vũ trụ đã sẽ đem đến cho các bạn tất cả những cái sự việc, cũng như tất cả những cái thử thách, tất cả những cái cơ hội này để các bạn có thể thực hiện được cái điều này, mặc dù nó không phải là một cái việc dễ dàng. Nhưng nếu như các bạn có thể làm được thì Merlin thấy được rằng các bạn sẽ có thể phát triển rất là mạnh, phát triển rất là nhanh, và các bạn sẽ có thể đạt được những cái gì mà các bạn mong muốn. Đợi một chút xíu, tại vì Merlin vẫn cảm giác như có một cái gì nó ẩn ẩn ở trong đây. Yeah.
Mình cảm giác như là một số bạn của nhóm 1 nha. Có thể là các bạn đang không hài lòng với cuộc sống của các bạn. Có thể là bởi vì các bạn không kiếm được đủ cái nguồn thu nhập mà các bạn mong muốn, hoặc là các bạn nghĩ rằng bản thân các bạn thì xứng đáng có công việc tốt hơn hiện tại, hoặc là các bạn nghĩ rằng các bạn đang không có được sống với chính mình, có nghĩa là không có được làm những gì mà các bạn thích, hoặc là không có đức để thể hiện hết những cái tài năng, những cái khả năng mà các bạn có. Thì Merlin thấy được rằng có thể là để đạt được cái điều đó sẽ yêu cầu các bạn thật sự đủ mạnh mẽ, đủ dũng cảm cũng như đủ niềm tin ở bản thân của mình. Tuy nhiên, có thể là cái quãng đường mà từ đây đến khi mà các bạn có thể thực hiện những cái việc đó, nó sẽ không phải là một cái quãng đường dễ đi đâu. Tại vì sự xuất hiện của những cái lá bài này ở đây chứng tỏ là các bạn cần phải vượt qua một số những cái thử thách nào đó nhất định để các bạn có thể trưởng thành hơn. Và khi mà các bạn đã có đủ những cái kiến thức cũng như là đủ những cái hành trang cần thiết rồi, thì cũng là lúc mà các bạn sẽ đạt được những cái gì mà các bạn mong muốn. Nhưng mà trước hết, vào lúc mà các bạn xem video này nha, hãy thả lỏng bản thân các bạn một chút xíu. Letting go ở đây chính là letting go of chính là sorry letting go ở đây có nghĩa là hãy thả lỏng, đặc biệt là về cái phương diện tình cảm, thả lỏng cái suy nghĩ, thả lỏng những cái tâm trạng cảm xúc của các bạn một chút xíu. Mặc dù có thể là vào lúc này cuộc sống của các bạn nó không hoàn hảo, thực sự thì không có cuộc sống qua là hoàn hảo hết, nhưng mà vào lúc này nếu như các bạn đang cảm thấy là có quá nhiều những cái vấn đề, quá nhiều những cái áp lực đang đến với các bạn, thì hãy thứ nhất, nếu như các bạn không muốn giao tiếp, đúng không? Nếu như các bạn không có muốn chia sẻ những cái điều này với những người khác thì ok, cũng được, không sao hết. Và giả sử như các bạn cảm thấy như các bạn đã phải gánh chịu quá nhiều và các bạn muốn khóc, thì các bạn hãy cứ làm những điều đó. Nói chung là vào lúc này vũ trụ muốn các bạn hãy thả lỏng bản thân một chút xíu, hãy đi theo cái dòng chảy của sự sống, đi theo dòng chảy của cuộc sống, để rồi các bạn mới có thể đủ có được cái sự bình tĩnh, có được cái sự ổn định về mặt tâm thức trước. Và khi mà các bạn có thể tìm được cái điều đó rồi á, thì cũng là lúc mà một số những cái sự thử thách này sẽ đến với các bạn. Và khi các bạn vượt qua những cái sự thử thách này, cũng là lúc mà các bạn sẽ có thể đạt được những cái gì mà các bạn mong muốn, dù cho đó là về một cái phương diện, về dù cho đó là về một cái mối quan hệ tình cảm nào đó, hoặc là một cái công việc nào đó, hoặc đơn giản hơn là cái việc mà các bạn có đủ dũng khí để sống thật với cái đam mê của các bạn chẳng hạn. Nhìn chung thì đây sẽ là một cái hành trình khá là không phải là quá gian nan, nhưng mà để nói là dễ dàng thì cũng không hề là dễ dàng đâu nha. Cho nên các bạn cần phải chuẩn bị từ lúc này nha. Đây có thể là một cái tin vui, nhưng mà cái tin vui này nó được ngụy trang thành một cái tin gì đó nó không có được vui lắm. Cho nên giả sử như trong khoảng thời gian tiếp theo, sau khi các bạn xem cái video này mà các bạn đón nhận được một cái tin gì đó mà nó không có được tích cực cho lắm, thì các bạn hãy biết đó cũng là lúc mà vũ trụ bắt đầu đem những cái thử thách này đến với cuộc sống của các bạn rồi đó nha. Và đó cũng là lúc để cho các bạn có thể rèn rèn giũa lại bản thân của mình, để các bạn có thể phát triển một cách trọn vẹn nhất có thể. Và các bạn khi đó, khi mà các bạn làm được cái điều đó, thì tất cả mọi thứ mà các bạn muốn sẽ đến với các bạn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cho các bạn thêm một vài những cái lời khuyên dành cho cái tin vui này. Mặc dù nói tin vui nhưng mà mình nên nghe nó hơi nặng nề một chút xíu nha. Khá là nặng nề là đằng khác. Nhưng mà trải qua, các bạn có biết á, một cái viên đá quý á, thì cần phải được mài dũa, và các bạn chính là cái viên đá quý đó. Và có thể là vũ trụ đang mài dũa các bạn để các bạn có thể tỏa sáng nhất có thể đó. Cho nên là hãy cứ giữ vững cái niềm tin vào bản thân của các bạn, và hãy luôn ngẩng cao đầu lên nha các bạn. Như một vũ trụ ơi, có lời khuyên nào về những cái điều này không vũ trụ, về những cái sự thử thách này, những cái cơ hội này không vũ trụ? Lời khuyên dành cho các bạn nhóm một về cái tin vui này nè, các bạn có go deeper. Và cái thông điệp này nó khá là match với microscope ở đây. Và các bạn có go wild. Ok. Sống thật của bản thân, nãy giờ Linh có đề cập cái ý này rất là nhiều lần rồi ha. Và go deeper ở đây với sự xuất hiện của cả microscope và cả cái thông điệp này á, có vẻ như là lời khuyên vũ trụ muốn gửi cho các bạn chính là hãy tìm hiểu
thật kỹ trước khi đưa ra một cái quyết định nào đó. Go deeper ở đây có nghĩa là đi sâu, không chỉ là về cái vấn đề đó, mà sau khi các bạn đi sâu vào cái vấn đề đó, các bạn tìm ra được câu trả lời cho các bạn rồi mong, thì là lúc các bạn đi sâu vào trong cái phần cảm xúc của các bạn, về cái phần nhận thức của các bạn, vào sâu trong trái tim của các bạn, để xem các bạn thực sự cảm thấy như thế nào về cái việc đó. Giải thích thì có thể hơi khó hiểu, nhưng mà vũ trụ muốn các bạn hãy cân nhắc không chỉ là về cái phương diện lý trí để xem cái việc nào đó nó có thể đem lại cho các bạn những cái lợi ích gì, mà còn muốn các bạn tìm hiểu sâu hơn về cái phương diện tinh thần, xem cái việc đó đem lại cho các bạn cảm xúc như thế nào, đúng không? Cái mối quan hệ đem lại cho các bạn cảm xúc như thế nào chẳng hạn. Và go wild ở đây thì dù các bạn làm gì, dù các bạn đưa ra quyết định như thế nào, thì vũ trụ muốn các bạn vẫn phải giữ được cái màu sắc riêng của bản thân của các bạn. Tại vì các bạn đến với thế giới này là một cái, là một nguyên bản, đúng không? Một bản duy nhất, không có restock được. Và cho nên là đừng có nên nhìn nhận những cái, nói chung là đừng có nên so sánh bản thân của mình với những người xung quanh, cũng như là cái sự phát triển của mình với những người khác. Và chúng ta cũng không có nên đặt quá nặng về cái vấn đề là tôi ở tuổi này thì tôi phải đạt được những cái gì, đúng không? Tôi học cái ngành nghề này thì tôi phải làm được những cái gì, ví dụ như vậy. Nói chung là hãy thả lỏng một chút xíu, hãy nhẹ nhàng một chút xíu với chính bản thân các bạn nha, các bạn nhớ một, thì khi đó các bạn sẽ có thể vượt qua những cái thử thách này một cách dễ dàng thôi. Rồi, một cái thông điệp cuối dành cho các bạn nha, một thông điệp cuối trước khi chúng ta kết thúc trải bài này. Vũ trụ có thêm thông điệp nào muốn gửi đến cho các bạn nhóm 1 vào lúc các bạn xem video này? Một thông điệp vũ trụ muốn gửi đến cho các bạn nhóm 1 vào lúc các bạn xem video là gì? Các bạn có Dragon Power, ok. Thông điệp rất là hay nha. Thông điệp này á, muốn các bạn biết rằng có lẽ như là vũ trụ thực sự nhìn thấy được cái tiềm năng bên trong các bạn. Bên trong các bạn có rất là nhiều những tiềm năng, và năng lượng của các bạn thực sự rất mạnh nha. Cho nên là hình như nãy mới Linh cũng có nói cái ý này, đúng không? Ở đầu trả bài luôn. Các bạn thực sự rất mạnh mẽ, không chỉ về khả năng của các bạn mà còn cả về những cái tiềm năng mà các bạn có thể phát triển nữa. Cho nên nếu như có một cái giây phút nữa mà các bạn cảm thấy các bạn nghi ngờ về cái khả năng của bản thân của các bạn, thì vũ trụ muốn các bạn hãy tự đánh vào vai của các bạn một cái, để cho các bạn thức tỉnh khỏi cái suy nghĩ vô cùng sai lệch đó nha. Hãy luôn có niềm tin ở bản thân của các bạn, tại vì thực sự các bạn là những người rất giỏi, và vũ trụ đang chuẩn bị cho các bạn rất là nhiều những cái điều tốt đẹp, cũng như rất là nhiều những cái thành công phía trước cho các bạn. Giống như là, nhưng mà để có thể đến được đó thì tất nhiên không phải dễ dàng rồi, tại vì học sinh giỏi thì bắt buộc phải làm những cái bài tập khó một chút xíu. Nhưng mà khi mà các bạn đã làm xong những cái bài tập đó thì các bạn sẽ thấy được cái thành quả của nó là không hề nhỏ tí nào nha. Rồi, Linh nghĩ tới tất cả những gì Linh có thể chia sẻ cho các bạn như một trong đề trả bài này rồi. Và như các bạn thấy, chúng ta có rất nhiều thông điệp, nên các bạn hãy lựa chọn những thông điệp đúng nhất và phù hợp nhất với các bạn thôi nha. Và nếu như các bạn muốn đón nhận cái nguồn năng lượng này, thì các bạn có thể thả bất cứ một cái icon nào mà các bạn thích ở dưới phần bình luận, hoặc là các bạn có thể chia sẻ video này với những người thân của các bạn, những người mà các bạn quan tâm, để họ cũng có thể đón nhận được những cái thông điệp này giống như các bạn nha. Rồi, mình xin chúc cho các bạn nhóm 1 có một ngày học tập làm việc thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những trái bài tiếp theo của mình nhé. Bye bye. Xin chào các bạn nhóm 2. Nếu như các bạn chọn viên đá này, thì đây sẽ trả bài của các bạn nhé. Rồi, mình sẽ để viên đá bên đây ha. Câu hỏi mà chúng ta đặt ra cho vũ trụ ngày hôm nay sẽ là: tin vui nào đang tìm đến bạn? Rồi, thì ở trong trái bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem tin vui đó sẽ là về phương diện nào nhé. Và có thể là thông điệp ở trong trải bài lần này của chúng ta sẽ có phần hơi trừu tượng một chút xíu nha. Nhưng mà để xem thông điệp nào sẽ xuất hiện ở nhóm 2 của chúng ta đây. Tại vì nhóm 1 vừa rồi có một nguồn năng lượng khá là thú vị đó. Nếu như các bạn bị thu hút bởi nhóm 1, các bạn hoàn toàn có thể xem luôn nhóm đó nha. Vũ trụ ơi, tin vui nào đang tìm đến các bạn nhóm 2 của chúng ta? Tin vui nào đang tìm đến các bạn nhóm 2 của chúng ta? Tin vui nào đang tìm đến các bạn nhóm 2 của chúng ta? Các bạn có protection.
Ok. Tin vui nào, đang tìm đến các bạn nhóm 2 của chúng ta đây vũ trụ. Tin vui nào, đang tìm đến các bạn nhóm 2 của chúng ta đây vũ trụ. Các bạn có lungs, một tin vui về sức khỏe à. Và các bạn có microscope. Và thông điệp này cũng đã xuất hiện ở nhóm trước đó rồi. Ok. Để mình lấy cho các bạn thêm một vài lá bài ở trong bộ bài này nữa. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu trải bài nha. Vũ trụ ơi, tin vui đang tìm đến các bạn nhóm 2 của chúng ta là gì đây? Tin vui đang tìm đến các bạn nhóm 2 của chúng ta. Tin vui đang tìm đến các bạn nhóm 2 của chúng ta. Các bạn có The Sun. Wow, đúng là tin vui ha. The Sun là một trong những cái lá bài được ưa thích nhất ở trong Tarot đó các bạn. Các bạn có Three of Wands. Hai lá bài nữa nào. Tin vui nào đang tìm đến các bạn nhóm 2 của chúng ta. Các bạn có Eight of Swords. Tin vui nào đang tìm đến các bạn nhóm 2 của chúng ta. Các bạn có Nine of Swords xuất hiện ở vị thế ngược nha. Và các bạn có Three of Pentacles là nguồn năng lượng ở cuối bộ bài. Wow, năng lượng này rất là đẹp. Mình cảm giác như là có thể là trong khoảng thời gian tiếp theo, tin vui mà các bạn nhóm 2 chuẩn bị nhận được chính là sự bảo vệ từ vũ trụ, hay nói một cách khác, có thể là những cái phương diện khác nhau trong cuộc sống của các bạn, đặc biệt là về phương diện sức khỏe tinh thần của các bạn sẽ được cải thiện vô cùng nhiều trong khoảng thời gian tiếp theo luôn. Với sự xuất hiện của cả The Sun và Three of Wands ở đây, có thể là các bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ và cả Three of Pentacles nữa, các bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ, sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Giả sử như các bạn có những cái vấn đề nào đó khó để chia sẻ thì Merlin thấy được rằng trong khoảng thời gian tiếp theo các bạn sẽ có cơ hội để trải lòng cũng như là để đón nhận những cái sự giúp đỡ, những cái tình yêu thương cũng như là những cái sự quan tâm từ những nguồn năng lượng xung quanh các bạn. Và một cái điều mà Merlin cảm nhận được từ lúc mà những cái lá bài này xuất hiện luôn á, là hồi nãy Merlin có nói một cái sự cải thiện về sức khỏe đúng không? Thì Merlin thấy được rằng các bạn nhóm 2, có thể các bạn vào lúc các bạn xem video này hoặc là trong tương lai gần sắp tới á, các bạn sẽ phải đương đầu với một số những cái trách nhiệm hoặc là một số những cái vấn đề về tinh thần. Có thể là kiểu như các bạn sẽ có nhiều công việc hơn, nhiều deadline để giải quyết hơn, hoặc cũng có thể là các bạn sẽ gặp một số những cái, nói chung là gặp một số những cái áp lực nào đó về cuộc sống, và nó có thể sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cái cách suy nghĩ của các bạn, đến cái sức khỏe mental, sức khỏe trí óc của các bạn á. Và Merlin thấy được rằng á, mặc dù là như vậy nha, nhưng với sự xuất hiện của cái nguồn năng lượng là protection đi cùng với cả lungs và cả the sun nữa, các bạn sẽ nhận được sự bảo hộ từ vũ trụ, và vũ trụ sẽ đưa các bạn đến với những cái người cũng như là những cái sự vật sự việc có thể giúp các bạn vượt qua cái khoảng thời gian đó, hoặc là vũ trụ sẽ đem đến cho các bạn những cái, nói chung là những cái cơ hội để giúp cho các bạn có thể hoàn thành những cái dự án mà các bạn đã lên kế hoạch trước đó một cách sớm hơn dự định, và từ đó giúp cho các bạn có thể thả lỏng cơ thể một chút xíu cũng như là có thêm thời gian để dành cho bản thân các bạn, và giúp cho các bạn có thể, nói chung là giúp cho cái tinh thần các bạn nó sẽ thoải mái hơn, sảng khoái hơn chút xíu.
Merlin thấy được rằng vũ trụ thực sự rất là hỗ trợ các bạn nhóm 2 nha, trong khoảng thời gian tiếp theo, đặc biệt là vào khoảng thời từ lúc mà các bạn xem video này cho đến 2 tháng tiếp theo á, đây là cái khoảng thời gian vô cùng quan trọng và vũ trụ sẽ luôn ở bên các bạn để hỗ trợ các bạn. Và có thể giả sử nếu như các bạn đang có một cái dự án nào đó và các bạn đang phải làm việc quần quật ngày đêm luôn á, thì Merlin thấy được rằng có thể là cái kết quả đó sẽ đem đến cho các bạn rất là nhiều những cái niềm vui, các bạn sẽ nhận được rất là nhiều những cái thành công vượt ra ngoài cái sự mong đợi của các bạn từ lúc đầu luôn. Và chỉ cần các bạn tỉ mỉ một chút xíu và các bạn cẩn thận một chút xíu thì những cái thành công đó sẽ đến với các bạn nha. Thì cái kết quả như cái thành quả mà các bạn đã và đang phấn đấu để đạt được đó, sẽ đến với các bạn tốt như những gì mà các bạn dự định, và ở một số những cái trường hợp khác thì tốt hơn cả những gì mà các bạn dự định nữa nha. Ok, còn thông điệp nào nữa không? Vẫn còn một cái thông điệp nha. Còn thông điệp nào vũ trụ muốn chia sẻ về cái tin vui này nữa không? Hoặc là còn thêm tin vui nào khác không? Merlin vừa mới nghe được chữ quý nhân, thì có thể trong khoảng thời gian tiếp theo các bạn sẽ gặp một số những cái đối tượng, một số những cái người nào đó có thể giúp cho các bạn phát triển cái sự nghiệp của các bạn, phát triển công việc của các bạn, hoặc là đưa ra cho các bạn những cái lời khuyên cần thiết để giúp cho các bạn có thể giống như là thực hiện cái bước tiến tiếp theo, thực hiện cái bước tiến đúng đắn tiếp theo trên cái con đường của các bạn. Và vũ trụ muốn các bạn á là phải tin tưởng. Tin tưởng ở đây chính là tin tưởng vào bản thân các bạn cũng như là tin tưởng vào vũ trụ. Tại vì một số bạn của nhóm 2, mình cảm giác như có thể là các đôi khi á, các bạn thường sẽ là những người suy nghĩ hơi tiêu cực và các bạn sẽ không dễ sorry, và các bạn sẽ dễ bị rơi vào cái trạng thái trầm tư và không có, phải nói sao ta, khó có thể nhìn thấy được những cái điều tốt đẹp không chỉ ở trong cái thế giới quan xung quanh các bạn mà kể cả về vũ trụ cũng như về cuộc sống này. Và vũ trụ muốn các bạn biết rằng miễn là các bạn có niềm tin ở vũ trụ, đặc biệt là ở vũ trụ nha, trong cái trải bài này của các bạn á, miễn là các bạn vẫn giữ được cái niềm tin này á, thì chắc chắn những điều tốt đẹp sẽ đến với các bạn. Quan trọng cái vấn đề mà các bạn chỉ cần chú ý đến chính là thời gian thôi. Tại vì các bạn á, có thể là các bạn đang trên cái con đường chuyển đổi bản thân, các bạn trở thành giống như là một con sâu đang lột xác trở thành một con bướm vậy, và các bạn đang trên cái hành trình đó. Cho nên là giả sử đặt một cái trường hợp là những cái dự tính của các bạn trước giờ đó, nó không có diễn ra như các bạn mong muốn đi, nhưng những cái gì sắp tới đó, có thể nó sẽ vượt ra qua ngoài cả những gì mà các bạn mong đợi nữa. Cho nên là miễn là các bạn vẫn giữ được cái thái độ sống tích cực thì những cái điều này sẽ đến với các bạn nha. Và Merlin còn thấy được rằng các bạn đang chuyển đổi, kiểu như cái sự chuyển đổi này không chỉ về cái sự chuyển đổi về, có thể là về sự chuyển đổi về ngoại hình ở bên ngoài của các bạn, nhưng cũng có thể là sự chuyển đổi, sự trưởng thành về mặt nội tâm của các bạn trong khoảng thời gian tiếp theo thông qua những cái trải nghiệm này nha. Nhìn chung thì nếu mà xét về năng lượng thì trải bài của chúng ta nhận được nhiều sự bảo vệ cũng như là nhận được nhiều những cái phước lành từ vũ trụ hơn một chút xíu so với nhóm trước. Tuy nhiên, một cái lời khuyên thêm cho các bạn nha. Đặc biệt là vào lúc mà các bạn xem video này, nếu như các bạn đang bận tâm một số những cái vấn đề nào đó mà các bạn không có tìm được cái câu trả lời cho nó, và dù cho cái vấn đề mà các bạn đang gặp phải á, là về cái phương diện tình cảm, công việc, cuộc sống hay như thế nào đó, thì vũ trụ muốn các bạn biết rằng đôi khi các bạn không cần có câu trả lời cho tất cả mọi chuyện nha. Thì đó là một cái thông điệp thêm cho các bạn. Rồi, để xem vũ trụ có thêm lời khuyên nào dành cho các bạn liên quan đến cái tin vui này, liên quan đến cái sự bảo hộ này. Vũ trụ ơi, vũ trụ có thêm lời khuyên nào dành cho các bạn nhóm 2 liên quan đến điều này không? Lời khuyên dành cho các bạn nhóm 2 liên quan đến tin vui này. Lời khuyên dành cho các bạn nhóm 2 liên quan đến tin vui này. Các bạn có leave the past behind. Và các bạn có trust the universe, yeah.
Nãy giờ chúng ta đề cập về cái vấn đề gì đây các bạn? Nhóm 2, tin vào vũ trụ nha các bạn. Hãy tin vào, hoặc đơn giản hơn, nếu như các bạn cảm thấy vũ trụ là một cái khái niệm quá trừu tượng, quá rộng đi, thì các bạn đơn giản là hãy tin vào tổ tiên ông bà của các bạn gần gũi nhất, đúng không? Tin vào những cái người sẽ ở bên phù hộ độ trì cho các bạn. Thì miễn là khi mà các bạn gặp phải một cái vấn đề đó và các bạn giữ được cái niềm tin đó bên trong các bạn và các bạn cầu nguyện á, thì các bạn sẽ nhận được cái sự giúp đỡ từ những cái nguồn năng lượng đó nha. Không chỉ ở riêng đối với vũ trụ đâu, mà tất cả những cái nguồn năng lượng xung quanh các bạn từ tổ tiên ông bà của các bạn vẫn luôn dõi theo, soi sáng, chỉ đường dẫn lối cho các bạn nhóm hai đó. Và vũ trụ còn muốn các bạn, hồi nãy cái vấn đề mà Linh nói á, đôi khi có một số những cái điều đó chúng ta không cần phải có câu trả lời, dù cho các bạn đang gặp phải một cái vấn đề về tình cảm hay là về công việc, một cái, hoặc là về một cái thất bại ở trong trong quá khứ mà các bạn vẫn đang cố gắng tìm câu trả lời cho nó, thì vũ trụ muốn các bạn biết rằng các bạn nên bỏ những cái điều đó cho quá khứ đi, tại vì chúng ta chỉ nên tập trung sống cho thời điểm này, cho lúc này thôi. Chúng ta không có nên để cho quá khứ vướng bận chúng ta quá nhiều, cũng như chúng ta đừng có nên quá bận tâm vào về cái tương lai của chúng ta, mà hãy tập trung ở hiện tại, bởi vì tất cả những gì mà chúng ta thực hiện ở hiện tại cũng sẽ chính là những cái gì mà chúng ta sẽ tạo dựng cho tương lai. Cho nên thay vì chú ý đến nó thì hãy làm từ lúc này nha, tập trung vào những gì các bạn có thể làm vào lúc này nha, nha các bạn nhóm 2. Bây giờ mình sẽ lấy cho các bạn thêm một cái thông điệp nữa, và đây sẽ là một cái thông điệp phụ ở trong trải bài này của chúng ta nha, để xem vũ trụ có thêm cái điều gì muốn chia sẻ cho các bạn nữa. Và nếu như các bạn đã xem đến đây rồi thì xin chúc mừng các bạn. Tại vì ít người, mình để ý là thường sẽ ít bạn xem đến cuối á, và các bạn sẽ thường bỏ lỡ cái thông điệp cuối cuối giải bài của Merlin, nhưng mà thường những cái thông điệp này là thực sẽ là những cái thông điệp mà chúng ta có thể áp dụng ngay vào lúc này luôn nha. Rồi, vũ trụ ơi, vũ trụ có thêm thông điệp nào muốn gửi đến cho các bạn nhóm hai, một cái lời khuyên hay một cái thông điệp vũ trụ muốn gửi đến cho các bạn nhóm hai của chúng ta? Lời khuyên hay thông điệp vũ trụ muốn gửi đến cho các bạn nhóm hai của chúng ta? Các bạn có new journey nha, bỏ hết những thứ ở trong quá khứ đi, để các bạn có thể thực hiện một cái hành trình mới, bước tiếp một cái hành trình mới trên cuộc sống của các bạn. Có thể là trong khoảng thời gian tiếp theo á, sau khi các bạn hoàn thành những cái điều này, thì cũng là lúc mà một cái chân trời mới mở ra cho các bạn, với rất là nhiều những cái đam mê, với rất là nhiều những cái thành công, những cái khát vọng, những cái niềm vui, những cái niềm hạnh phúc đang chờ đón các bạn ở phía trước. Và miễn là các bạn có cái nhìn tích cực về cuộc sống, cũng như có niềm tin vào bản thân các bạn, cũng như là vào vũ trụ, thì vũ trụ cũng như là những cái nguồn năng lượng xung quanh các bạn sẽ hỗ trợ chỉ đường dẫn lối cho các bạn, để các bạn có thể bắt đầu cái hành trình mới này trong cuộc sống của các bạn nha. Rồi, mình nghĩ rằng đây tất cả những gì Linh có thể chia sẻ cho các bạn nhóm 2 trong đợt trả bài này rồi. Và như các bạn thấy, chúng ta có rất nhiều thông điệp, nên các bạn hãy lựa chọn những thông điệp đúng nhất và phù hợp nhất với các bạn thôi nha. Và nếu như các bạn muốn đón những nguồn năng lượng này vào trong cuộc sống của các bạn, thì các bạn có thể thả bất cứ một cái icon nào mà các bạn thích ở dưới phần bình luận như một lời khẳng định, hoặc các bạn có thể share video này với những người thân yêu các bạn, những người bạn bè của các bạn, những người mà các bạn quan tâm, để họ cũng có thể đón nhận được những cái thông điệp này giống như các bạn nha. Mình xin chúc cho các bạn nhóm 2 có một ngày học tập làm việc thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những trải bài tiếp theo của mình nhé. Bye bye. Xin chào các bạn nhóm 3. Nếu như các bạn chọn viên đá này thì đây sẽ trải bài của các bạn nhé. Rồi mình sẽ để viên đá lên đây ha. Câu hỏi mà chúng ta đặt ra cho vũ trụ ngày hôm nay sẽ là: tin vui nào đang tìm đến bạn? Rồi thì sau khi mà quay xong hai nhóm vừa rồi thì mình phát hiện là trải bài ngày hôm nay của chúng ta khá là thú vị ha, và có phần hơi trừu tượng một chút xíu. Có nghĩa là cái thông điệp có thể là sẽ không chỉ gói gọn ở trong một cái tin vui, mà có thể là sẽ nhiều cái tin vui, hoặc là vũ trụ có thể sẽ đưa các bạn một số những cái sự vật sự việc để hướng các bạn đến cái điều mà các bạn xứng đáng nhận được ha. Thì để xem thông điệp nào sẽ xuất hiện ở nhóm 3 nha.
trời ơi. Tin vui nào đang tìm đến các bạn nhóm 3 của chúng ta? Tin vui nào đang tìm đến các bạn nhóm 3 của chúng ta đây? Các bạn có butterfly. Thông điệp này đã xuất hiện ở một nhóm trước, nhưng mà không phải là lá bài đầu tiên. Và trong trả bài lần này, Merlin chỉ sử dụng 5 bộ bài thôi. Cho nên là Merlin sẽ xào trực tiếp tất cả trên video cho các bạn nhé. Ôi trời ơi. Tin vui nào đang tìm đến các bạn nhóm 3 của chúng ta? Tin vui nào đang tìm đến các bạn nhóm 3 của chúng ta? Tin vui nào đang tìm đến các bạn nhóm 3 của chúng ta đây? Các bạn có slingshot. Và các bạn có snake. Một sự chuyển đổi à. Ok. Để Merlin lấy cho các bạn thêm vài lá ở trong bộ bài tarot này nữa. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu trả bài nhé. Trời ơi. Tin vui nào đang tìm đến các bạn nhóm 3 của chúng ta đây? Tin vui nào đang tìm đến các bạn nhóm 3 của chúng ta? Tin vui nào đang tìm đến các bạn nhóm 3 của chúng ta? Các bạn có Page of Cups. Tin vui nào đang tìm đến các bạn nhóm 3 của chúng ta? Tin vui nào đang tìm đến các bạn nhóm 3 của chúng ta? Các bạn có Three of Pentacles. Tin vui nào đang tìm đến các bạn nhóm 3 của chúng ta đây? Các bạn có The Hanged Man. Một lá nữa nào vũ trụ. Tin vui nào đang tìm đến các bạn nhóm 3 của chúng ta đây? Các bạn có The World xuất hiện ở vị thế ngược. Và năng lượng của bài của các bạn chính là Ace of Pentacles. Và các bạn có cả Ace of Cups nữa. Một sự khởi đầu mới, một sự bắt đầu mới, chính là những cái thông điệp mà Merlin nhận được nha. Có thể là tin vui mà các bạn chuẩn bị nhận được chính là một sự chuyển mình, một sự thay đổi tích cực về một cái khía cạnh nào đó trong cuộc sống của các bạn. Và với sự xuất hiện của Page of Cups và cả Ace of Pentacles và cả Ace of Cups ở đây nữa, thì có thể là những cái sự thay đổi này á, nó sẽ giống như là nó sẽ đem đến cho các bạn một cái, giống như là nó sẽ đưa các bạn đến với một cái chương mới tiếp theo trong cuộc, trên cái hành trình cuộc sống của các bạn. Và có thể là trong cái chương này sẽ có rất là nhiều những cái điều mới mẻ, những cái điều thú vị và hào hứng đang chờ đón các bạn ở phía trước. Merlin còn thấy được rằng có thể là các bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Trong khi cái sự thay đổi này diễn ra, các bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và dạng hơn một chút xíu. Dạng hơn ở cái chỗ là các bạn sẽ sẵn sàng đi ra ngoài kia và đón nhận những cái cơ hội, cũng như kiểu như chủ động tìm kiếm và đón nhận những cái cơ hội, những cái thử thách, cũng như là những cái mối quan hệ nào đó. Nói chung là các bạn sẽ đưa bản thân mình vào cái thế chủ động hơn một chút xíu. Và Merlin còn cảm nhận được rằng có thể là các bạn sẽ bắt đầu chú ý nhiều hơn đến cái phương diện ngoại hình của các bạn chẳng hạn. Bởi vì với sự xuất hiện của The Butterfly và The Snake ở đây, thì có thể là các bạn cũng sẽ theo, sẽ muốn bắt đầu một cái, kiểu như khi cái sự thay đổi này đến, đúng không? Cái sự đổi mới này đến, thì cũng là lúc mà các bạn nghĩ rằng có thể là tôi cũng sẽ bắt đầu thay đổi cái ngoại hình của tôi chút xíu. Có thể là các bạn sẽ thay đổi cái tóc của các bạn, là cái điểm đặc điểm đầu tiên nè. Thay đổi kiểu tóc và thay đổi cách ăn mặc là hai cái thông điệp mà Merlin cảm nhận được nha. Có thể hoặc là khi mà các bạn bước qua cái chương mới này, các bạn sẽ nhận được một công việc mới, và ở trong cái công việc đó nó sẽ yêu cầu các bạn là phải thay đổi một số những cái đặc điểm nào đó về trang phục của các bạn chẳng hạn. Thì đó cũng sẽ là một trong những cái dấu hiệu để giúp cho các bạn xác định được khi mà cái cơ hội đến, khi mà cái sự thay đổi đến, khi mà các bạn nhận được cái thông tin là các bạn cần phải thay đổi cái này cái kia, thì cũng là lúc mà các bạn biết là cái sự thay đổi này đã đến với các bạn rồi nha. Cái tin vui này đã đến với các bạn rồi. Ở trong cái trải bài này còn có một cái điều khá là thú vị nha. Merlin còn thấy được rằng các bạn giống như là bước ra khỏi một cái kỳ nghỉ đông vậy. Là có thể là vào lúc này,
hoặc là vào tầm khoảng một tháng trước, các bạn đang ở trong một cái nguồn năng lượng là trong đầu mình liền xuất hiện cái chữ là giống như là power saving mode, có nghĩa là các bạn ở trong cái nguồn nguồn năng lượng như là dự trữ năng lượng của các bạn lại không có muốn sử dụng quá nhiều năng lượng của các bạn, hoặc là các bạn không có nhiều cơ hội để sử dụng năng lượng của các bạn. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian tiếp theo, đặc biệt là từ cái lúc mà kể từ lúc mà các bạn xem video này đến tầm 1 đến 2 tháng tiếp theo, các bạn sẽ có rất là nhiều những cơ hội để ra ngoài kia để trải nghiệm, để sống hết mình với cuộc sống, cũng như là để tạo dựng những mối quan hệ mới nha. Mình thấy được một cái chân trời mới đang mở ra trước mắt các bạn, và chỉ cần các bạn đồng ý thì cũng là lúc mà những cái điều mới mẻ này sẽ đến với, sẽ tiến vào trong cuộc sống của các bạn. Và một cái điều nữa mà Merlin nhận được thông qua cái trải bài này á, xét về phương diện tình cảm nha, Merlin thấy các bạn sẽ có những cái đối tượng mới, và nói một cách cụ thể hơn là các bạn sẽ lọt vào tầm mắt của một vài những cái đối tượng tiềm năng nào đó. Nhưng mà có thể là vào cái lúc đó các bạn cũng sẽ không thực sự quan tâm đến những cái điều đó đâu. Đối với những bạn đang độc thân ấy nha, các bạn cũng sẽ không quan tâm đến những cái điều đó, mà chỉ đơn giản là các bạn chỉ muốn sống hết mình thôi, các bạn chỉ muốn tập trung cho bản thân của các bạn thôi. Và đó chính là cái nguồn năng lượng cũng như là cái tin vui mà các bạn sẽ nhận được trong khoảng thời gian từ lúc mà các bạn xem video này cho đến 2 tháng tiếp theo nha. Rất là nhiều những cái sự thay đổi mới tích cực hơn, giống như là giả sử như có một ai đó tiếp xúc với các bạn tháng trước thì đúng không? Nhưng mà sau 2 tháng tiếp theo á, họ gặp lại thì họ gần như không nhận ra các bạn nữa. Giống như các bạn là một con người mới vậy. Các bạn có một cái cuộc sống mới, các bạn có những cái người bạn bè, những người đồng nghiệp mới luôn, kiểu kiểu vậy đó. Một cái sự thay đổi toàn diện ha. Và hai cái lá bài rơi ra, một lá bài là Death, lại là một lá bài thiên về sự chuyển đổi. Và lá bài thứ hai là Wasp. Đây là một cái lá bài thiên về những cái Ok. Hai cái lá bài này có thể đi chung với nhau nha. Tại vì hai cái nguồn năng lượng này nó có một vài điểm tương đồng nè. Sự thay đổi này sẽ đến với các bạn đúng không? Nhưng khi mà những cái nguồn năng lượng xung quanh, những cái người xung quanh, khi mà họ thấy các bạn phát triển nhanh quá, khi mà họ thấy các bạn trở nên quá vui vẻ hạnh phúc quá, thì cũng là lúc mà các bạn sẽ có những cái tai mắt chú ý đến. Cho nên là hãy lưu ý điều đó nha. Cái thông điệp đầu tiên mà Merlin nhận được cũng là cái lời khuyên mà vũ trụ muốn gửi cho các bạn á, chính là trong khoảng thời gian tiếp theo các bạn sẽ có cơ hội để trải nghiệm cũng như là thử mình trên một số những cái lĩnh vực mới, những cái sự nói chung là những cái công việc mới chẳng hạn, hoặc là những cái sở thích mới. Nhưng mà nhìn chung dù cho các bạn có đạt được những cái thành công như thế nào, nhưng mà hãy để cho đến khi nào mọi thứ chín mùi thì các bạn hãy chia sẻ cho những người xung quanh. Giống như con bướm vậy đó, chẳng hạn như khi mà nó chỉ còn đang ở trong con kén á, thì chúng ta không có nên chia sẻ cái điều đó cho những người xung quanh. Có nghĩa là tôi đang chuẩn bị biến thành một con bướm xinh đẹp nè, đừng có nên nói những điều đó cho những người xung quanh. Tại vì đối với những người tốt đúng không, thì họ sẽ lấy ra làm động lực để phát triển, hoặc là họ sẽ cổ vũ động viên các bạn. Nhưng mà đối với những cái người mà họ không có thích chúng ta, thì họ sẽ cố gắng tìm cách phá cái kén của chúng ta. Cho nên là giả sử trong khoảng thời gian tiếp theo các bạn nhận được một cái dự án nào đó, hoặc là các bạn có cơ hội để thực hiện một cái gì đó mới mẻ cho bản thân của các bạn, thì hãy nên giữ cho riêng mình, đừng có nên chia sẻ với những người xung quanh, đặc biệt là đối với những cái dự án lớn. Tại vì khi mà cái thông điệp Snake xuất hiện ở đây và đi cùng với cả The Wasp nữa, và đi cùng với cả Three of Pentacles nói về những cái người đồng nghiệp, những cái người xung quanh các bạn nữa, thì có thể là nha, nếu như một cái dự án lớn mà các bạn đã thành công trước đó rồi, và khi mà các bạn được giao một cái dự án tiếp theo và các bạn bị thất bại á, thì chắc chắn là sẽ có những cái người nó sẽ chắc chắn là sẽ có những cái lời ra tiếng vào. Cho nên để phòng tránh cái trường hợp đó xảy ra, thì chúng ta cũng như là phòng tránh cái việc mà một số người họ có những cái hành động không có tốt đến cái dự án của chúng ta, thì chúng ta nên giữ mọi thứ yên bình, giữ mọi thứ trong thầm lặng cho đến khi nào các bạn thành công rồi, xác định là các bạn thành công rồi thì các bạn mới lên tiếng nha. Đó cũng sẽ là một cái lời khuyên mà một cái điều mà các bạn cần phải lưu ý. Kiểu như là nếu mà có thể là các bạn thành công rồi đúng không, và khi mà các bạn đạt được một cái thành công nữa thì không sao, nhưng mà giả sử như cái thành công tiếp theo các bạn thất bại thì giả sử như cái dự án tiếp theo các bạn thất bại á, thì sẽ có một số những cái miệng nói rằng cái thành công lúc đầu của các bạn là do may mắn á. Cho nên để tránh cái trường hợp đó xảy ra thì hãy đảm bảo rằng các bạn chỉ chia sẻ những gì mà các bạn
chỉ chia sẻ những cái gì mà các bạn muốn vào lúc mà nó đã hoàn thành rồi, hoặc là chỉ lựa chọn những cái đối tượng thực sự phù hợp, những cái đối tượng mà các bạn có thể tin cậy để chia sẻ thôi nha. Dù cho đó là về những mối quan hệ trong cuộc sống của các bạn, mối quan hệ tình cảm của các bạn, về công việc hoặc về dự án hoặc là về sở thích nào đó cũng cũng vậy. Nói chung là giữ cho mình trước, phát triển trước, hoàn thành trước rồi mới nói nha. Rồi bây giờ mình sẽ đăng cho các bạn thêm một vài những cái thông điệp ở trong bộ bài này nha. Và mình để ý là ở trong cái trải bài này của chúng ta, mình nói lắp khá là nhiều. Ở hai cái nhóm trước thì không có nhiều như thế này. Ok, vũ trụ có thêm lời khuyên nào về cái sự, về cái tin vui này không? Lời khuyên về cái tin vui này, về những cái việc có thể sẽ dẫn đến cái tin vui này, sẽ giúp các bạn nhóm 3 đến được với cái tin vui này chẳng hạn. Các bạn có open up to change, lại một lá bài thiên về sự thay đổi nữa. Ở trong cái trải bài ngày hôm nay của chúng ta, giống như là vũ trụ muốn khẳng định lại hầu hết tất cả những gì mà Merlin nói luôn. Ở cái trải bài trước cũng vậy, ở cái nhóm trước cũng vậy á. Và năng lượng của bài của các bạn chính là take inspire action. Ok, với cái sự xuất hiện của new moon in Aquarius, open up to change, và cả death, butterfly và cả snake nữa, tất cả những cái thông điệp này đều nói về sự thay đổi, cho nên sự thay đổi sẽ là một cái từ khóa vô cùng quan trọng trong khoảng thời gian tiếp theo của các bạn, và những sự thay đổi này sẽ là những sự thay đổi tích cực nha. Tại vì đây là một cái giải bài về tin vui và sự xuất hiện của con bướm ở đây với nguồn năng lượng là chủ, với nguồn năng lượng chủ đạo là con bướm á, thì nó cũng nói về một cái sự thay đổi tích cực, giống như một sự lột xác, một sự chuyển mình vậy. Cho nên là hãy đảm bảo rằng các bạn có đủ dũng khí, kiểu như dạng hơn á, một chút xíu nãy mới Linh cũng có đề cập ký này, kiểu như là dạng hơn, chủ động hơn trong cái việc đón nhận những cái sự thay đổi, những sự đổi mới vào trong cuộc sống của các bạn nha. Và khi mà những cái cơ hội, những cái sự thay đổi đó, nó cũng là lúc mà các bạn có những cái bắt đầu lên kế hoạch thực hiện những cái bước bước tiến mới trên cái hành trình cuộc sống của các bạn. Các bạn có thể lên những cái dự án mới hoặc là lên những cái kế hoạch mới trong cuộc sống, hoặc đơn giản hơn là các bạn có thể bắt đầu lên một số những cái kế hoạch nào đó mà trước giờ các bạn chưa có cơ hội để thực hiện, hoặc là trước giờ các bạn thường hay hoãn lại, các bạn vẫn chưa có thực hiện được nó, thì có thể là vào lúc này các bạn sẽ thực hiện được những cái điều đó, dù cho đó là về một cái dự án mới, một cái sở thích mới, hay là đơn giản là về một cái lối sống nào đó mà các bạn hằng mong muốn mà trước giờ các bạn chưa có thực hiện được. Chẳng hạn như các bạn muốn sống healthy hơn, các bạn muốn tập thể dục đều đặn hơn để các bạn có thể hóa thành một con bướm xinh đẹp như thế này nè, thì Linh thấy được rằng các bạn cũng sẽ làm những cái điều đó trong khoảng thời gian tiếp theo ấy nha. Cho nên là hãy tiếp tục làm những gì mà các bạn đang làm, thì Linh thấy là trong trải bài này có rất là nhiều những cái thông điệp tích cực dành cho các bạn đó. Bây giờ Linh sẽ lấy cho các bạn thêm một thông điệp, và đây sẽ là thông điệp mà vũ trụ muốn gửi cho các bạn vào lúc các bạn, một cái thông điệp phụ mà vũ trụ muốn gửi cho các bạn vào lúc các bạn xem video này nhé. Một thông điệp phụ. Vũ trụ ơi, vũ trụ có thêm thông điệp hay lời khuyên nào muốn gửi đến cho các bạn nhóm 3 vào lúc các bạn xem video này? Lời khuyên hoặc thông điệp vũ trụ muốn gửi đến cho các bạn nhóm 3 vào lúc các bạn xem video này là gì đây? Các bạn có protection. Đây là một cái thông điệp thêm về cái trải bài này nha. Những cái sự thay đổi này á, thật ra là những cái sự thay đổi sẽ giúp cho các bạn phát triển. Có nghĩa là những cái điều này không phải nó đến một cách ngẫu nhiên, mà nó đến có dự tính trước. Cho nên là giả sử như khi mà quá nhiều những cái sự thay đổi nó đến đột ngột á, thì các bạn đừng có bị sợ, các bạn đừng có nên kiểu quá dè dặt với nó, mà hãy đón nhận nó theo một cách tích cực nhất mà các bạn có thể làm được vào cái khoảng thời gian đó. Tại vì tất cả những cái hành động của các bạn, cũng như tất cả những cái sự thay đổi đang đến với các bạn, tất cả mọi cái điều nói chung đang chuẩn bị xuất hiện trong cuộc sống của các bạn á, chính là xuất phát từ cái sự bảo vệ cũng như là cái sự chở che từ vũ trụ. Có nghĩa là có thể là các bạn là những người đã và đang tỏa ra một cái nguồn năng lượng vô cùng tích cực, và các bạn đã truyền cái nguồn năng lan truyền cái nguồn năng lượng tích cực đó không chỉ đến với những người xung quanh, mà còn hơn thế nữa, có thể là các bạn còn giúp đỡ
cho những cái người khác khó khăn hơn các bạn, hoặc là các bạn đang tự chữa lành và hồi phục và giúp đỡ cho chính bản thân của các bạn nữa. Và vũ trụ cảm nhận được những cái điều đó, cho nên vũ trụ đem những cái điều đến cho các bạn nha. Cho nên giả sử như có quá nhiều những cái điều tốt đẹp đến với các bạn cùng một lúc thì các bạn đừng có nên có cái suy nghĩ là có khi nào nhiều điều tốt đến như vậy rồi sắp tới sẽ có điều nào đó xấu xảy ra hay không. Đừng nên có cái suy nghĩ như thế nha. Đó là một cái suy nghĩ rất là xấu và chúng ta cần phải loại bỏ cái suy nghĩ đó ra ngay. Hãy miễn là chúng ta sống tốt, miễn là chúng ta sống tích cực thì những cái điều tích cực, những cái điều tốt đẹp sẽ với chúng ta nha các bạn nhóm ba. Rồi, Linh nghĩ đến tất cả những gì Linh có thể chia sẻ cho các bạn trong buổi trải bài này rồi. Và như các bạn thấy, chúng ta có rất nhiều thông điệp, nên các bạn hãy lựa chọn những thông điệp đúng nhất và phù hợp nhất với các bạn thôi nha. Và nếu như các bạn muốn đón những cái nguồn năng lượng này vào trong cuộc sống của các bạn, thì các bạn có thể thả bất kỳ một cái icon nào mà các bạn thích ở dưới phần bình luận, hoặc là các bạn có thể share video này với những người mà các bạn quan tâm, những người thân của các bạn, để họ cũng có thể đón nhận những cái thông điệp tương tự như các bạn nha. Linh xin chúc cho các bạn nhóm 3 có một ngày học tập làm việc thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những trải bài tiếp theo của mình nhé. Bye bye!